Là ngày của mẹ. Ngày của mẹ ạ. Chết rồi. Ôi, tệ quá. Giữa thật hay thách thì bạn chọn gì nào? Chọn thách ạ. Gọi điện cho mẹ, nói là con yêu mẹ và cảm ơn mẹ. Alo. Mẹ ơi. Sao? Mẹ ơi, đi rồi. Mẹ đi làm sao đấy? Con cũng chẳng có gì đâu mẹ. Tuy nhiên xem lịch con thấy tuần sau là ngày của mẹ. Còn con đi rồi. Con muốn bảo yêu mẹ với cả cảm ơn mẹ. Ôi nơi rồi. Trời bị ít. Đâu như vậy. Thế thôi nhé mẹ nhé. Em không gọi là lồ đi. Thôi gọi là lồ đi. Nhé mẹ nhé. Thế thôi mẹ làm đi. Ôi trời ơi. Thật ra thì em với mẹ em. Em cảm thấy em với mẹ em không hợp nhau bằng bố. Nên là có những chuyện gì em cũng ít chia sẻ với mẹ. Nhưng mà nhiều khi mẹ em quan tâm em thấy thương mẹ nhưng em không bao giờ nói ra. Hôm nay mà em nói được rồi thì em cảm thấy như thế nào? Em cũng cảm thấy vui bởi em chưa một thời nào em dám làm như thế. Em luôn yêu mẹ đúng không? Luôn cảm thấy thương mẹ chỉ là em không thân bằng ở em không biết cách thể hiện đúng không? Tại vì bình thường em cũng không bao giờ thể hiện tình cảm như thế. Vậy em chỉ dùng hành động thôi. Thích ai hay là gì em ít khi nói vì em cảm thấy nói nó không thiết thực bằng hành động nên là nhiều khi mẹ em chửi nhưng mà em cũng vẫn biết đấy mẹ em kiểu thương em, mẹ em lo cho em thì mẹ em mới nói như thế. Sau hôm nay thì chị mong là mẹ em sẽ kiểu gắn kết với nhau hơn, xong rồi em thể hiện được nhiều tình cảm với mẹ em hơn. Ok.